Xin chào các bạn, mình đang có cái con iPad nè. iPad nó bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu ha. Con này iPad E2. Giờ mình ghim vô máy tính, mình coi từ nó iOS máy, rồi mình mở cái tool mình Jared One Lit trên Windows thử được nha các bạn. Thì con này iOS 15.7.6 luôn nè. Số series thì số series gốc ha. Thì giờ mình mở cái tool Jared trên Windows lên. Cái tool này mình cũng có làm một cái video, các bạn chưa có rành thì các bạn xem lại giúp mình nha. Rồi mình mở cái tool Windows lên. Rồi mình đợi cái tool nó nhận cái iPad của mình á. Thì cái con này iOS 15 á, thì mình chọn cái chip ra 0.13 nha. Rồi bấm Next. Là cái tool nó đưa cái máy của mình về chế độ Recovery. Các bạn nhớ trên máy tính là mình cài cái bao tool với iTunes đồ đầy đủ nha, để cho nó đủ driver ha. Rồi nó kêu mình vô chế độ Debug nè. Thì các bạn bấm Next, rồi các bạn vô chế độ Debug. Nguồn giữ hôm, chờ dòng số 3 nó sáng đèn thì buông nguồn giữ hôm. Là tự động cái máy nó vô chế độ Debug ha. Thì nó vô chế độ Debug rồi thì cái tool nó tự động nó dò driver rồi nó ra red cho mình luôn nha các bạn. Rồi nó đang load driver nè. Nó đang load cái driver Windows đó. Rồi khi nó load thành công á thì cái máy mình nó sẽ có những cái lệnh bông go nha. Cái lệnh nó nói chung là những cái lệnh code đó các bạn. Các bạn nào rành thì để lại bình luận bên dưới á, nói thêm về code cho anh em cùng hiểu nha. Rồi khi nó khai thác cái lỗi gì thành công á thì các bạn đợi cho cái máy nó, cái iPad nó boot lên. Khi nó boot lên rồi nó nhận lại driver á, rồi mình mới đóng cái tool nha. Các bạn đợi cái máy nó boot lên nè. Rồi cái trên cái device manager á, nó nhận lại cái driver đầy đủ á, thì mình đóng cái tool lại. Rồi mình mở cái bao tool đó, mình kiểm tra coi thử nó đã ra red thành công chưa. Rồi các bạn muốn làm gì các bạn làm ha. Đi học tìm. Rồi khi nó nhận lại driver đầy đủ nè trên cái device manager nè, rồi mình đóng cái tool đi. Rồi mình mở cái bao tool lại. Rồi cái này ra red thành công rồi các bạn. Ngon lành luôn ha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.